Các bạn ơi, đây là một cái tờ giấy vuông. Mình sẽ thực hiện cắt một cái ngôi sao cho các bạn xem nha. Đây, các xem mình chia sẻ. Chỉ cần một nhát cắt một thôi là mình đã cắt được hình của một cái ngôi sao rồi. Đó, thì ban đầu nó một tờ giấy vuông. Các bạn gấp lại làm đôi giùm mình nha. Xong, các bạn xếp từ góc này lại góc này, một đường xếp. Ngăn cho một cái đường giữa đi các bạn à. Mình ngăn một cái đường giữa đi. Tại vì mình làm mình cắt trung tâm mà, trung tâm chính giữa mà. Ngăn cái đường giữa rồi mình lấy đường giữa. Mình lấy từ góc này về lại góc này là một đường xếp. Đó. Nhắm chỗ ngay góc luôn nha. Từ chỗ này nhắm ngay qua đây nha. Xong. Chỗ này thì mình xếp vô cái góc này luôn. Cho nó thẳng với cái đường này luôn nha. Mình cố gắng mình bấm cho nó thật là ngay đây, ngay ra. Vô góc này luôn. Đó, nhọn quá. Rồi, ở bên đây thì chỗ này mình sẽ xếp cho nó vô trong góc này luôn nha. Ngay ra. Rồi, mình sẽ vuốt cạnh của nó cho thật là sắc sảo. Xong rồi. Bây giờ là mình có thể cắt một nhát là thành một cái hình ngôi sao thôi. Nếu mình cắt từ chỗ góc này đi xuống sâu dưới đây thì cái cánh của nó sẽ dài. Mình cắt từ chỗ này đi lên lên qua đây thì cái cánh của nó sẽ ngắn. Cái ngôi sao mập thụt lùi. Giờ mình chọn ngôi sao ốm hay là ngôi sao mập nào? Thôi theo mình chọn ngôi sao ốm đi. Tại vì ốm nó phát sáng nhiều mới ốm. Mập nó lu mờ rồi. Rồi mình cắt từ đây xuống đây nha. Một đường một. Xong, một nhát cắt tạo thành hình một cái ngôi sao. Các bạn xem mình đây. Tăng tăng tăng. 5 cánh 1 2 3 4 5. 5 cánh này à. Các bạn thấy hay không? Chúc các bạn thành công nha. Các bạn ship như thế này, cắt như thế này, đặc biệt thành công. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sau.